Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô kim quýt nha. Kim quýt mình ghép kim quýt Thái anh chị. Đó, siêu trái luôn ha. Kim quýt Thái thì gai của nó rất là nhỏ. Đó, cũng như không có gai gì đó mà trái là bao hàng luôn, rất là đẹp luôn ha. Rất là nhiều trái luôn ha. Cho trái quanh năm. Đó, nè, trái chín đỏ nè. Đó, cây này củ đế cũng khá là bự nha anh chị. Nè, trái anh chị ơi, li ti nhóc chân nè ha. Đây. Đó. Nguyên bệ đế luôn. Quanh 19. Chiều cao 33. Đường kính bầu 33, mã số là 365. Rồi cái này em để hữu nghị của chú anh chị mình là 900.000 nha. Em bao ship luôn nha anh chị. Cái này em không bao chậu nha anh chị. 365 900.000 bao ship. Rồi tiếp theo. 366. Cây này thì mini nha. Mini. Mình chơi theo cây mini nha anh chị. Rất là đẹp nha. Đó. Quanh 14. Chiều cao 30. Trái nhóc hết trơn rồi nha anh chị. Đó, mình chưa có, mình sưu tầm một cây về chơi anh chị ơi. Mã số là 366, cây này dễ để ghé anh chị là rồi, để cô chú anh chị mình 550 thôi. Rất là mềm luôn nha. Này để hữu nghị anh chị á, 550 bao ship. Mã số 366 không bao chậu nha anh chị. Rồi tiếp theo. Đó, kim quýt Thái thì anh chị yên tâm nè. Trái ở đầu cành là lên hết trơn nha anh chị. Nè, đây nè. Bông nè, trái nè. Đó, cây cốt bự nha. Cốt kim quýt cỡ này kiếm cũng khó nha anh chị, không phải dễ nha anh chị. 367. Quanh 24. Chiều cao 38. Rồi cái này giao lưu anh chị 800.000 nha, bao ship tặng nhà luôn. Cây rất là đẹp nha anh chị. Rồi tiếp theo. Tàn à, bông trái đầy luôn nha anh chị. Mã số là 368. Quanh 15. Chiều cao 35. Rồi 368, cây này em để ghẻ của chú anh chị mình là 650 thôi. Bao ship luôn 650.000, cực kỳ mềm cho anh chị chơi. Rồi tiếp theo. 369. Nè anh chị coi nè, trái nè. Đó, đầy hết trơn luôn nè, một nhánh này nè có cả 5 6 trái là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gần 10 gần 10 trái luôn. À. Quanh 16. Chiều cao 46. Đó, kim quýt Thái là trái dụng lắm nha chị. Rồi 369 700.000 luôn chị ơi. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Rồi tiếp theo. 370. Nè, chị coi trái nè, lên hết trơn luôn nha chị. Quanh 15. Chiều cao 41. Rồi mã số là 370. Rồi cái này để rẻ 600.000 thôi chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo. Ồ, trái đầy cây chưa nha anh chị, mình yên tâm ha. Nè, trái nó xanh xanh thôi. Quanh 20. Chiều cao 41. Ồ, cây rất là to luôn. Rồi cái này 850 thôi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, kim quýt mình ghép kim quýt Thái anh chị. Trái nó quá đẹp luôn nè. Nè, trái đầy cây chưa. Mã số là 371, 800.000 em bao ship. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô dâu tầm siêu trái nha anh chị. Đó, trái dưới đám trái ha. Em còn lô duy nhất nữa là hết hàng luôn nha anh chị. 116. Quanh 14. Chiều cao 20. Rồi 250.000. 117. Còn con cây gì nhớ, còn lô này nữa hết hả anh chị ơi? Chiều cao 15. Mã số là 117. Rồi 250.000 bao ship. 118. Quanh 12. Chiều cao 15. Rồi 118 200.000. 119. Quanh 11. Chiều cao 13. Rồi 250.000 bao ship. 121. Quanh 9. Chiều cao 19. Rồi, cây này để ghẻ 200.000 thôi anh chị ơi. 122. Quá lắm nha anh chị. Quanh 11. Chiều cao 17. Rồi, 122, 250.000. 123. Quanh 11. Chiều cao 22. Rồi 250.000. 123.
124. Quanh chín. Chiều cao 14. Rồi 124 200.000. 125. Quanh 11. Chiều cao 20. Rồi 125 cây này 250.000. 126. 126. Quanh 14. Chiều cao 14. Rồi 126 cây này để rẻ 200.000 thôi, bao ship luôn. 127. Giá rất là mềm cho anh chị chơi luôn. Quanh 10.5. Chiều cao 17. Rồi 127 250.000. 132. Quanh 9. Chiều cao 26. Rồi cái này thì giao lưu anh chị 200.000. 133. 133. Còn lô nữa hết nha anh chị. Quanh rồi 133 cái này 250. 134. Quanh 11. Quanh 11. Chiều cao 23. Rồi cái này 250 luôn chị. 134. 135. Quanh 13. Chiều cao 17. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 200.000 thôi, bao ship luôn. Dạ. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô khí gân anh chị. Đó, cây đâm trầu sống khỏe hết ha. 211. 211. Này khí gân nha, cây đâm trầu sống khỏe hết rồi nha anh chị. Tổng hoành 40. Tổng hoành 40. Chiều cao 37. Chiều cao 37. Đường cái bầu 26. Rồi 211 cây này giao lưu anh chị 250 nha. Bao ship luôn anh chị ơi. Giá cực kỳ mềm cho anh chị chơi nha. 212. Khí gân trái chua nghe cô chú anh chị. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 28. Chiều cao 28. Đường kính bầu 24. Rồi cây này 300.000. 212. 213. 213. Tổng hoành 23. Tổng hoành 23. Chiều cao 22. Chiều cao 22. Rồi mã số 213, cây này 300.000 luôn nha anh chị, bao ship. 215. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 44. Chiều cao 44. Rồi cây này cũng 300.000, mã số 215. Khí gân 217. Quanh 16. Chiều cao 27. Rồi 217 cái này 250 anh chị. 218. Quanh 21. Quanh 21. Chiều cao 28. Chiều cao 28, 218 rồi cái này 300.000. 219. 219. Tổng quanh 27. Tổng quanh 27. Chiều cao 32. Chiều cao 32. Rồi cây này giao luôn chị cũng 300.000, em bao ship. Khí gân trái chua nghe chị. 220. 220. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 41. Chiều cao 41. Rồi cây này cũng 300.000, em bao ship. 220. 220. 221. Tổng hoành 28. Chiều cao 43. Rồi mã số là 221. Rồi cây này giao lưu anh chị 350 nha, bao ship luôn. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô sam trái nha. Sam trái này bảo hành sam trái 100% luôn ha cô chú anh chị. Cây đâm trầu sống khỏe luôn nha. Đó. Này em bán một cặp luôn để giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Mã số đầu tiên là 160. 165. 165. Quanh 8.5. Quanh 8.5. Chiều cao 13. Chiều cao 13, 165. Rồi cặp này giao lưu anh chị 300.000 nha, bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo. 166. 166. Quanh 7.5. Quanh 7.5. Chiều cao 14.
Rồi, cặp này để rẻ của chú anh chị mình là 250 ngàn bao ship. Rồi, tiếp theo 170. Cây cò quái rất là đẹp nha anh chị. Hoành chỉnh. Chiều cao 16. Rồi, 170. Cặp này giao luôn chị 300 ngàn em bao ship. Rồi, tiếp theo 172. Hoành 7. Chiều cao 15. 172. Rồi, cặp này giao luôn chị cũng 250 ngàn bao ship. Rồi, tiếp theo 175. Cực kỳ quái luôn. Hoành 8. Chiều cao 13. Rồi, 175. Cặp này cũng 300 ngàn bao ship. Rồi, tiếp theo 176. Hoành 9. Chiều cao 15. 179. Cặp này cũng 300 ngàn. 176. Cặp này cũng 300 ngàn anh chị. Mã số 176. Rồi, tiếp theo 177. Xăm trái sống khỏe hết đó nha anh chị. Bảo hành xăm trái 100% cho mình luôn ha. Hoành 6,5. Chiều cao 12. Rồi, 177. Cặp này 250 ngàn bao ship. Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ, tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Toàn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120 ngàn. 120 ngàn bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi, tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80 ngàn em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi cô chú anh chị ơi ha. Rồi, tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80 ngàn cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80 ngàn bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi, là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. Cây này thì giá là 150 ngàn một cây, em bao ship cho mình. Rồi, tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền xẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè,
Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha chị. Này rất là dày nha chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình á. Cỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên làm dán lên vô ha quý chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70 ngàn, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70 ngàn một cuộn. Cuộn như thế này 70 ngàn nha. Mới về hàng mới về nha quý chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh đó. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được, cây này bao sắt bán luôn ha, này hàng của Nhật nha anh chị, anh Gia Băng ha, bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150 ngàn, em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150 ngàn. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắt bén luôn. Hàng đảm bảo sắt bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350 ngàn, 390 ngàn một bộ. Em bao ship tận nhà cho mình. Giá là 390 ngàn. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bán nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390 ngàn một bộ, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120 ngàn một cây, em bao ship. 120 ngàn một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây, em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120 ngàn một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè, đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180 ngàn một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mình nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Đó, em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70 ngàn, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe quý anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350 ngàn một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350 ngàn một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500 g. Đó, 500 g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, này mình ít ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M Gia Tonic nhiều nghe cô chú anh chị.
này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá này của chúng chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó của chúng chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha.